Thưa quý vị ân nhân nội bác ái Francisco, đây là một trong số những hoàn cảnh bị bệnh phong, bệnh nhân phong cùi rất là nặng. Vậy thì hôm nay con xin kính mời quý vị chúng ta cùng thăm cuộc sống của người phong cùi, coi một ngày họ sống như thế nào và những cái khó khăn của họ. Về đã. Còn đây là căn nhà này cũng được dựng xây lên cho người phong cùi theo cái chương trình để cho họ có chỗ ăn, chỗ ở. Nhưng mà cuộc sống của họ hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của quý vị ân nhân. Những khoản đóng góp của họ, quý vị thì sẽ giúp cho họ có được những bữa cơm, những lon gạo, những miếng thịt để họ ăn qua ngày. Vâng, mời quý vị chúng ta cùng vô thăm gia đình của ông đây. Ông ở một mình anh nhỉ? Yeah. Ông tên gì? Tên Thiết hả? Năm nay ông bao nhiêu tuổi, khoảng bao nhiêu tuổi? Chắc là gần 20 rồi. Chẳng có quá tình nhiệm rồi, chấp bơi, giờ đi có quên này. 30 tuổi rồi. Chấp bơi. Ừ, quý vị đây. Bởi đây 30 rồi, cũng bị hình sang gặp dài là coi này, thôi này. Đây, thưa quý vị, tay chân của ông là ông bò. Ông phải bò bằng cái tay này xuống, ông chống, nên cái tay của ông nó... Bằng cái băng, làm hơn cái băng phải không? Đồng ý nhá, đồng ý. Đây, cái tay này ông bò nên nhìn những cái cụ tay của ông. Nó bị chai đi, nó sần đi. Đấy, ông bò di chuyển bằng chân và ông bò ông lết, thay vì ông đi gậy thì ông lết những ngón chân này của ông bò, ông di chuyển bằng nhà ông bò, bảo ông bò vô trong phòng. Chẳng thế nào, thế bò đi, người là to rồi này, đây một ngày của ông thì ông di chuyển trong nhà là ông bò như thế, ông không có thể tự đi đứng lại được, rất là khó khăn. Vâng, đây là bữa cơm của ông, hình như là ông mới ăn cơm xong. Đây là nơi của ông. Còn đây bữa cơm, vâng, quý vị thấy đây là miếng cá khô. Đây là nồi cơm, bữa sáng của ông mới ăn. Rồi mình coi cái này là có gì đây. Vâng, đây là son cá khô. Vâng, ông ở một mình ông ăn, nhìn những cái chén, những cái bát của chúng ta rất là dơ và không có thể nào đủ được vệ sinh sạch sẽ. Đây là nồi cơm, chén cơm ông ăn và ông để đấy, tí ông ăn tiếp. Vâng, những gói mì tôm bóc dở. Còn đây là nơi sinh hoạt của ông. Nào, vào đơn. Đây, vào đi. Đây, vào đi. Ngủ ở đâu? Còn cái giường kia. Thưa quý vị, đây là nơi sống của ông. Mình thấy một cái gian phòng mà con vô thì nó sực lên một cái mùi rất là khó chịu. Rất là khó chịu bởi cái mùi. Rồi hỏi đi. Rồi. Ông ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Chắc là 4 năm rồi mà. 4 năm rồi hả? Rồi ai nấu cơm hàng ngày cho ông ăn? Tự nấu mà. Tự nấu? Sao mà nấu được? Được chứ. Đâu, nhà bếp ông ở đâu? Đằng sau kia, ông tự nấu ăn đó hả? Cứ kia này. Đâu, ông nấu ăn, bếp ông ở đâu? Ngồi lên. Chạy cu. Còn đây quý vị thấy đây là cái nơi sống của ông. Một cái gian phòng nó rất là sực cái mùi hôi thối bởi vì không có ai dọn dẹp. Đến mạng chơi hả bà? Sạch sẽ. Đến mạng chơi hả bà? Đến mạng chơi hả bà? Đây là cái gối. Còn đây là cái gối thôi quý vị. Mạng chơi hả bà? Đến mạng chơi hả bà? Ôn. Ừ. Ông đang đấy. Có thể nhìn lầm hả? Nào ôn hả? Em có thể nhìn lầm hả? Đâu? Nó có xong điên mà. Nấu xong điên. Rồi cái bếp ông ở đâu? Nấu đồ ăn thì sao? À, có đèn của họ. Rồi. Chưa tỏ. Thôi thầy, cái nồi cơm kia ông nấu thì sao? Các bà ông lấy cơm coi nào. Ông ăn cơm chưa? Ăn rồi mà. Bà ông lấy cơm ra đi coi. Gọi đèn nhá. Cái nồi cơm kia ông nấu ở đâu kìa? Làm nhà.
Thằng nồi cơm kia ông nấu ở đâu? Nhớ lại, em hạ sơ đây. Hả? Em hạ sơ đây bó. Gọi sơ đây rồi, gọi sơ đây. Ông nấu cái đây hả? Cái đèn này làm bên này. Như chăng em hạ sơ đây nè, nào nó hạ sơ đây nè. Nói chơi chơi rồi rồi nào nhớ trang đi nào hoa nhờ quay đi nè, anh vào đây. Quý vị thấy không, đây là một cái gian phòng sinh sống của ông, tất cả mọi sinh hoạt của ông ở trong cái gian phòng này, và ông cả ngày lê lết rồi ông lại trèo lên giường. Quần áo cũng vậy, quý vị thấy là rất là ái ngại cho những bệnh phong của chúng ta. Tự bản thân tất cả những bệnh nhân phong ở đây thì không có thể nào mà đi làm, đi lao động để tìm ra được cái nguồn thu nhập để tự sinh sống, nên tất cả những khoản chi của họ đều nhờ vào quý vị ân nhân giúp đỡ. Đây là một trong những bao gạo mà chúng con vừa mới phát cho những bệnh nhân phong cùi ở đây để cho họ có được cái bữa ăn. Đây là cái phần cơm của ông. Còn quý vị đấy, những cái chén, những cái tô chúng ta cũng không kịp rửa, để cho họ cứ ăn từ bữa này qua bữa khác. Mang cá. Để ông ăn không đầy tự ấy. Quý vị thấy đấy, những cái chén cơm của chúng ta này, ông cũng không có rửa được, nó còn rất là dơ dáy. Và những cái thìa thì chúng ta cứ để ăn hết sạch bữa này rồi chúng ta ăn qua bữa khác thôi. Một nồi cơm này thì ông nấu ông ăn một ngày. Để coi ông lấy đồ ăn. Và quý vị coi coi bệnh nhân của chúng ta ăn những cái bữa ăn như thế này đấy ạ. Ăn có con vậy. Ăn có con vậy đấy. Ăn dè. Ăn dè à? Ông kêu ăn dè cho nó đỡ hết à? Không có thì ăn nên phải ăn dè. Đấy làm dấu đấy. Tay trái à? Tay trái à? Ăn dè sợ hết. Qua ăn nó ăn mùa qua họ xơi mùa qua là ăn buổi sáng đấy qua. Trưa rồi mới làm đói nói là qua qua xe họ xơi qua xe lô kê nó ớt ớt giới thiệu ớt. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một bữa cơm của một trong số những bệnh nhân phong của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy một nồi cơm này ông nấu ăn cả ngày. Rồi những miếng cá này thì ông vừa mới nói chúng con đó là ăn ít, ăn dè thôi. Ăn dè cho nó hết. Nó hết thì mai không có gì ăn, lại phải ăn cơm trắng. Trong một nồi cơm như này ông ăn cả một ngày. Rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Thưa quý vị, một sự đóng góp của quý vị dù rất nhỏ thôi nhưng mà quả thật là rất là cao quý đối với những bệnh nhân phong cùi nơi đây, bởi vì họ đã bị cắt ly với cuộc sống bên ngoài. Họ không có được cộng đồng mình quan tâm, không có được mọi người giúp đỡ. Họ chỉ trông chờ vào từng hạt gạo, từng hạt cơm, từng con cá của quý vị giúp đỡ họ mà thôi. Nên xin quý vị đừng bỏ rơi họ một lần nữa. Và xin quý vị tiếp tục cộng tác với Hội Bác Ái Francisco để giúp cho họ có những bữa ăn ngon hơn, có những cái bao gạo để họ có thể ăn qua ngày, cho no được ba bữa cơm, có được những miếng cá để họ có được sức khỏe. Vâng, đây là một trong số những trường hợp bệnh nhân phong của chúng con. Mà ở trong làng này thì chúng con có 43 hộ gia đình bệnh nhân phong ở cách ly hoàn toàn với lại cuộc sống bên ngoài. Vâng, thưa quý vị, đấy là cuộc sống của bệnh nhân phong của chúng ta. Ông ăn, ông uống, tất cả mọi sinh hoạt của ông trên đây mình rất là con cảm thấy. Vâng, đây là ông đang uống nước rồi ạ. Sau khi ăn cơm. Vâng, thưa quý vị, mình có thể mình nhìn đây là cái chai nước của ông. Vâng, nó rất là xanh, đóng rêu, xanh, bẩn, rất là mốc. Thì
ngay cả những cái phiền mình thấy đó rất là dơ bẩn rồi. Tại vì bản thân ông không có thể tự chăm sóc được sức khỏe của mình, không có lo được cái việc sạch sẽ của mình. Tay của ông nó cũng vậy, ông đi lê lết khắp cả nơi. Rồi cái tay này của ông cũng bốc cơm để ông ăn luôn, bốc cơm và bốc cá luôn, tất cả mọi thứ. Con không biết là bao nhiêu ngày ông chưa được tắm. Mặt ông cũng vậy, vâng, nó đóng bẩn lên luôn rồi. Bởi vì ông là bệnh nhân phong, vâng. Xin quý vị thương giúp đỡ, quảng đại đóng góp và những cái hy sinh của quý vị rất là cao quý đối với tất cả những bệnh nhân phong này. Vậy hôm nay con được đến đây thăm làng Phong. Con là nữ tu Teresa Nguyễn Bảo Bích Nha cùng với lại Sơ Sáng đang phụ trách tất cả những người Phong ở nơi này. Đến đây kính xin quý vị giúp đỡ và quảng đại đóng góp để cho chúng con có thể những bệnh nhân phong của chúng ta có được những bữa ăn hàng ngày. Mọi đóng góp của quý vị tại Hoa Kỳ xin vui lòng gửi về cho hội bác ái Francisco. Tại Việt Nam xin quý vị hãy thương lấy những đồng bào của chúng ta. Đây là anh em của chúng ta, đây là người thân của chúng ta và đây là đồng bào của chúng ta. Họ đang bị sống ngoài rìa của xã hội, họ đang bị cách ly với cộng đồng và họ thực sự rất cần sự yêu thương quảng đại đóng góp của quý vị. Xin quý vị vui lòng gửi những khoản đóng góp của quý vị về cho bác ái Francisco. Đại diện là sơ Vũ Thị Ngọc Lan, chủ tài khoản Vũ Thị Ngọc Lan, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, số tài khoản 038-1451-130, số điện thoại 0120-7284-389. Tất cả những đóng góp của quý vị chúng con sẽ gửi trực tiếp đến cho các bệnh nhân phong tại nơi này. Và nếu mà quý vị có điều kiện, xin hãy cùng với chúng con đến đây để chia sẻ giúp đỡ các bệnh nhân phong của chúng ta nơi đây, để cho họ có được những bữa ăn ngon, để cho họ có được những miếng thịt, để cho họ có thể sống được. Và một lần nữa con xin mời quý vị đến thăm bệnh nhân phong của chúng ta. Chúng con xin hết lòng cảm ơn, và con cảm thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp cho các bệnh nhân phong nơi này. Xin quý vị cùng quảng đại đóng góp cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn và cảm tạ.